Đây nè, quay cho anh em xem mà một bạn mới chơi xe. Một bạn mới chơi xe không có rành về xe mà lên đồ chơi không chịu hỏi mình xe mua ở bên mình, nhưng mà lại không chịu hỏi mình đó. Anh em thấy nè, lên bộ tem 3 triệu mấy nè, anh em thấy nó có đẹp không? Bộ tem 3 triệu mấy nè, mà trong khi con này chỉ ô đo mới có 2.000 thôi á, mà lên bộ tem 3 triệu mấy, thấy có đẹp không nha? Đẹp không? Thứ nhất anh em thấy đẹp không? Coi lên cái yên nè anh em dở lên cho anh em xem. Cái yên nó lô gì đâu luôn á, có phải nói là xe người ta đang đẹp cực kỳ luôn. Đó, nói chung là do bạn nó mới tập chơi mình cũng không có trách được nha. Đó. Cái yên nè, thấy không? Anh thấy cái yên sao? Em móc lên nè, anh coi nè. Cái yên gì mà sao mà đi? Cái yên mấy triệu á, nói với em mấy triệu quên rồi. Mấy triệu à? Không biết. Ừ. Cái quan trọng cái tiền nó quá mắc mà so mà lại cái mà để mình nhận được á, nó cực kỳ dởm. Mấy cái giá này nè. Nè, kể cả dán 3 triệu mấy nè, nhìn cái xe nè. Anh em thấy chưa? Đó. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, thứ cái cuối cùng là em nói cho anh em nghe luôn nè. Cái cổ nó gắn bị cong qua một bên này. Ừ. Mấy trường hợp này là mình ít khi làm lắm, chẳng qua là xe của anh em đã từng mua bên mình rồi mình mới làm lại cho anh em thôi, chứ mình không có nhận làm xe nha anh em. Là cái này lúc trước đi đông ở dưới, xong rồi về. Nè, rồi từ... anh người bình thường anh làm, anh nhìn cũng thấy nè, thấy không? Một bên này, nè. Bên này thấp này, bên này cao nè. Đó, hậu quả của anh em mà không tìm được chỗ uy tín để làm xe á. Mình thì làm rất kỹ một chiếc xe á, mình làm phải là một tháng. Đó anh em. Đó, tại vì mình không có thời gian. Đó, nhờ chiếc xe giờ nè, đó, xe này bây giờ là lúc mình bán là 2.000 cây, bây giờ là 4.000 cây đó anh em. Bây giờ phải là mình phải trả hết về dinh, chứ bây giờ để vậy sao mà làm. Nè, nhìn nó ghê lắm luôn á, nhìn nó một gọi là rất là lô luôn. Nhìn vô nhìn chiếc xe mình nó sẽ bị mất giá trị á. Anh em thấy không? Nói chung là mình làm phải có tâm một chút xíu. Đây, xe này em nó gửi mình làm nè. Anh em thấy không? Con CBR150 nè. Rửa siêu sạch nè. Đó. Thấy chưa? Anh em thấy không? Lại mình dặm sơn lại nè. Cái bình xăng của thằng em nó là mấy bữa nó chay từ lưa hết nè. Bây giờ bóng luôn nè. Thằng em mới coi clip này chắc thằng em nó sẽ biết nè. Đó. Thấy anh làm không? Kỹ không? Nhưng mà chỉ làm cá nhân thôi nha anh em. Mình chỉ làm cá nhân thôi. Mấy anh em nè. Clip này sẵn nói luôn là mấy anh em mua xe bên mình á thì có mình sao không hỏi. Không, mà sao tao thấy bộ tem này lên clip nhìn nó cũng sáng mà ở ngoài nhìn thấy ghê à. Ngoài nhìn tối thui à. Nhưng mà so với 3 triệu mấy nhìn nó thì nó không đáng quá. Thì nhìn nó đẹp hơn. Rồi để mình sẽ bây giờ sau clip này mình sẽ quay cái clip mình sẽ về dinh em này để cho anh em coi nha. Coi thử nó đẹp hơn hay là để vậy đẹp hơn. Nó giờ mới tháo cái yên ra nè. Mình sẽ trả lại cái yên về lại cái yên cũ. Thôi cái yên mới nè. Thôi cái yên của người ta đang đẹp nè. Làm cái yên á, nhìn muốn khóc luôn á. Tôi nhìn chiếc xe tôi lại tôi muốn khóc luôn. Lúc giao xe cho anh em thì đẹp quá trời. Anh em chơi thời gian, anh em lên đồ không có đáng. Nó tốn tiền không có đáng. Anh em nói là lên cái này cả 10 triệu bạc mà đâu có đáng đâu. 10 triệu cho con xe xấu đi. Đó, rồi để lát quay về dinh cho anh em coi ha. Dán keo. Trời ơi nè. Đó. Nó cực luôn anh em ơi. Buồn anh em quá. Rồi. Vậy nha, lát mình về dinh rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Tội nghiệp thằng nhỏ làm cả ngày trời ăn con xe này cả ngày luôn á. CBR bản Repsol nè. Thằng em nó đi bị ngã chày á. Nhưng mà đối với điều kiện á. Rồi sẵn tiện á, nó kêu đánh bát lại cho nó sáng bình xăng. Rồi mình làm luôn, rửa luôn siêu sạch ở trong thôi. Chủ này xe này cũng rất là kỹ nè. Đó, dắt xe lên gờ ngã cái chày miếng thôi mà cũng phải. Nó anh Minh ơi, em không thích đi xe chày. Đó, phít lại. Thấy đẹp không em? Nhiều không một vết chày luôn. Ủa, anh em thấy chưa? Sau quá trình cũng phải gọi nó là con xe này phải mấy ngày thi?
3 ngày mới xong con xe. Em về em coi clip là biết rồi. Nói chung trước á là chủ xe biết làm gì không? À, lên bộ tem vàng á, tem chùm vàng, rồi lên cái yên này, rồi lên đồ chơi, nói chung là không đúng của nó. Bắt buộc mình phải về lại hết. Về Vinh là đẹp không? Về Vinh là bao đẹp. Ngồi đây nè, cháu thân thiện nè, ngồi đây tâm sự. Ủa có đi tập gym không? À, hồi nãy cũng anh tập gym tướng bự, anh tập gym đó. Anh em thấy quay xe đừng quay tôi nội ơi. Đó thì anh em thấy nó đẹp, nó khác biệt không? Quay sao cho anh em thấy đẹp đẹp đó. Quay xa xa ra đó. Anh em thấy không? Quay vô đây nè, quay hết con xe luôn cho anh em ngắm. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đó, ra con xe phải gì nè. Chơi là phải chơi đúng đồ. Đó. Anh em biết xe nhà này lấy đâu ra không? Trong con Bentley 302R. Xi nhan Vin của GX thì nó hơi xấu nha. Thì con này có xịt mắt cây, chủ yếu là cho anh em biết là sau quá trình hoàn thiện nó đẹp như thế nào thôi. Lát em về anh sẽ edit xong rồi em coi clip là em biết trước và sau. Tại biết sao không? Trước là nó lên không có đúng á. Nó lên cái yên nó bị lô. Có nghĩa là lên cái yên liền. Đó. Rồi nó ấy. Đó anh em nhắm chưa? Nãy giờ anh lên là anh khen đẹp hoài luôn á. Đẹp không? Rồi vậy thôi. Vậy là sau 3 ngày bất vả đó anh em. Có nghĩa là mình phải rã ra hết. Có nghĩa là khi mà anh em lột tem á, là anh em phải tháo hết luôn vàng áo ra. Xong rồi lột tem xong là mình sẽ rửa bên trong. Rửa bên trong xong rồi mình mới kiểm tra bình biết rồi xong rồi mình phải đi đóng cái yên này lại. Có nghĩa là trước là anh em biết coi clip là biết rồi, phải đi đóng cái yên này lại. Xong rồi phải câu lại xi nhan. Đó. Xi nhan Vin nó nè, sáng không? Mở xe là cái đèn này tự sáng. Ừ. Nó sáng một xíu là lát nó nổ. Nổ banh xe luôn. Rồi, đó hãng này nè, này Vin, Vin của 302R. Xi nhan này xi nhan mới đắt tiền á, tại vì cái bạn 302R cái bạn đó bỏ thì mình tận dụng. Xi nhan 302R của Ý. Đẹp không? Thử coi. Cái Vin cái không, cái Vin của nó là nó hơi bị tù á em. Dạ. Cái Vin của nó hơi bị tù, nó hơi bị cổ lỗ sỉ á. Nó có cái chuông. Kèm cho tiền. Đúng rồi, kêu tính tiền á. Nó kêu em là tính tiền không hề ạ. Nó kêu là tính tiền. Rồi, thì bây giờ em tranh thủ thay nhớt xe cho em trai rồi em hướng dẫn chạy xe. Rồi nghỉ rồi. Hướng dẫn chạy xe thì hướng dẫn xe em trước đi rồi xe ấy sao. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha. Thì đó cái là lưu ý là anh em là chơi xe phải kiểu như là mình phải quan sát kỹ, đừng có lên cái đồ lô. Còn không biết chơi thì để đồ Vin chơi. Em thấy mình thấy gì á, ví dụ mình mới chơi chơi mình lễ đồ Vin mình chơi thôi. Chứ bây giờ gắn mấy cái đồ lô vô mất công mình tháo ra mình về Vin lại. Chủ yếu là không biết chạy xe. Nó coi chủ xe lắm lộn không? Này mà không bán xe lỡ bây giờ xe đẹp quá đúng không em? Giờ xe này đẹp quá giờ tôi không muốn bán, tôi muốn bán cho người khác là đấm phát là chết luôn á anh. Ok. Rồi vậy nha, xong rồi, tập xe tranh thủ tập xe. Bye bye anh em, nhớ đăng ký kênh nha.